còn rất nhiều thực tế đau lòng trong hàng triệu mảnh đời đau khổ ấy ở bất cứ nơi nào trên đất nước này. Là bị là Mỹ nó rải á, cái cuộc nó hơi căng như trò dính tay người, nó rải trên núi Mang Giang á, là coi như là nó rải cái tàu, là coi như chiếc tàu C-130 á, là bắt đầu là nó phun xuống như thế này, thì bắt đầu là mình đi á, là mình gặp với hơn nữa là sao, là mình cũng không biết là nó là bị là nhiễm chất độc đâu, nhưng mà mình uống nước đồ lên thì trong đó rồi xe này thì mình xe này giải phóng thì coi như là hai người là coi như là quen nhau rồi gặp nhau rồi lấy nhau rồi sinh con ra, ra hậu quả nó như thế này đâu chứ mình cũng đâu có biết đâu. Chứ là thai là anh, thế còn một đứa là em nữa. Còn một đứa em hôm nay là em, con. Em đang đây. À, là cái con à? Nói chung là ba đứa, nhưng mà chết một đứa rồi. À. Một đứa cũng teo như thế này là chết rồi. Nó bị lên hạt, nó bị hạt cục. Nó lên đây là hết. Nó lên cùng, nó lên đất hả? Vô trong Sài Gòn ở nữa, nên nó chết điều trị, nó mới về, bắt đầu nó cũng lên lại. Chết người mà chết cả, coi như cái chiến tranh thầm lặng mà gây cho cái đau thương mất mát cả suốt cuộc đời người, mấy chục năm sau đời con đời cháu. Thì chúng tôi cũng biết là chất độc đấy, nhưng mà rồi là rửa trong cái nước suối mà có cái hóa chất đấy, rồi là cũng ăn không có. Nhưng hồi đấy chúng tôi không biết là độc đến mức nào thì không biết. Tôi xưa kia là tôi cũng bị bắt quân dịch, rồi Mỹ ngụy nó mới đưa lên cái vùng mà Măng Đen Măng Bút, mà chúng tôi cũng không nghĩ là cái chất độc đó là chất độc da cam, mà chỉ nghĩ là cái bột khai quang. Mà chúng tôi là thời gian là đi lính thì đóng quân là phía dưới, nhưng mà phía trên đó là Mỹ nó vẫn cứ rải thuốc, tụi tôi ở dưới là cũng bị coi như là ảnh hưởng. Đến năm 81 á, thì tôi lấy vợ mà sinh cháu á, thì thấy nó bị ảnh hưởng về cái thần kinh của nó. Nó càng ngày nó càng sút kém, rồi về cái tinh thần thì cháu nó không có biết gì hết. Là từ cái ăn uống cho tới cái tất cả các mặt, sinh hoạt về vệ sinh cũng vậy. Mà chúng tôi cũng phải xích nó hàng ngày. Chứ còn hễ mà thả nó ra là nó đi, nó không biết đường về, rồi cũng không biết tự kiếm ăn lấy. Vì hoàn cảnh gia đình là rất là khó khăn, coi như là kinh tế là nó không phát triển được, phải chăm lo cho cháu là coi như từ cái lúc mà mới sinh ra cho tới nay. Tôi hai vợ chồng, ông xã tôi thì cũng tham gia là thanh niên xung phong vùng Đắk Lắk, tôi thì giải phóng về tôi cũng tham gia quân đội, cũng đoàn 331 quân khu 5. Không hiểu sao mà gia đình tôi gặp ông xã tôi xây dựng gia đình thì sinh được một cháu gái này, là trong bụng mẹ ra là đã có di chứng này rồi. Nhưng mà tôi nghĩ đây là chất độc hóa học truyền từ đời này qua đời khác thôi, chẳng qua là con cháu nó ảnh hưởng, rồi đời sau này cũng vậy, tôi nghĩ đời sau này cũng bị ảnh hưởng. Bố mẹ tôi về đi tham gia cách mạng, bây giờ thấy hai đứa cháu khổ quá, còn bố thì chết rồi, còn một mình mẹ già rồi, không biết đi làm nữa, một mình chồng làm, còn nuôi hai đứa nó khổ lắm. Người ta làm cà chua, làm tiêu, làm cà phê thì người ta mua chè làm nhà, còn hai vợ chồng cháu thì làm thì có thì nuôi hai đứa nó. Có tiền có bác khổ lắm. Là trong xã tôi là trồng khăn kim trong mì của nước đó, là phải là từ năm 60 tới đến 75 thì Mỹ để chất độc hóa học ở trên trồng lúa trái cỏ rất nhiều, là nhất ở khu vực chân núi Chùa Gô đó, nó là thứ nhất. Và thứ hai nữa là quay riêng sau khi chiến tranh đó, là quay theo tôi điều tra phục tài hiện nay đến
là trong năm làm trong sang nhà khoa là có gần 16 trường hợp, 16 trường hợp là có trường hợp là quay là chết, có trường hợp là cũng căn tật như thế này, làm nào cũng có hết, rất rất khổ, rất là khó khăn cho là bố mẹ và các cháu. Do đó thì là phải như đảng và nhà nước thì là cần quan tâm hơn, vì trên có biện pháp như thế nào là phải là ưu đãi như thế nào, quan tâm như là giúp đỡ như thế nào cho nó đỡ khó khăn hơn. Chiến tranh đã kết thúc gần 40 năm, cuộc sống đã hồi sinh và phát triển, nhưng hậu quả của chất độc da cam dioxin, vết thương khủng khiếp, hậu quả nghiêm trọng, tàn khốc của nó vẫn hiện hữu hàng ngày. Không một xã, thị trấn nào không có người bị nhiễm chất độc da cam. Với gần 600 gia đình và trên 700 nạn nhân, hàng chục hộ có từ 2 đến 4 người là nạn nhân. Trên 200 hộ có người tham gia kháng chiến. Hàng trăm trẻ em bị dị tật bẩm sinh do di chứng chất độc da cam dioxin để lại. Đang là điều nhức nhối, rất cần sự cảm thông chia sẻ của cả cộng đồng. Trong những năm qua, huyện ủy, hội đồng nhân dân, ủy ban nhân dân huyện, cấp ủy, chính quyền các cấp, các ngành, đoàn thể, tổ chức xã hội đã có nhiều nỗ lực để khắc phục hậu quả nặng nề này, xoa dịu nỗi đau mà các gia đình và nạn nhân chất độc da cam, dioxin đang phải gánh chịu. Ở trong kháng chiến chống Mỹ, có thể nói Chư Sê là một cái vùng mà chiến tranh xảy ra rất ác liệt. Thì có quốc lộ 14 và quốc lộ số 7 xuống từ nối từ Tây Nguyên đến các tỉnh như hải miền Trung và vào thành phố Hồ Chí Minh. Cho nên đế quốc Mỹ là dùng chất độc hóa học dioxin để mà rải ở các cái vùng núi cao cũng như ven quốc lộ, đặc biệt là trong các cái vùng sâu vùng xa, trên các cái dãy núi lớn như là Chư Ố, Chư Kên, Chư Đôn, vùng Ba Trà Mái và dọc 20 quốc lộ. Vì vậy mà có thể nói sau ngày giải phóng đó, thì cùng với việc chúng ta hàn gắn những cái vết thương chiến tranh đó, thì những cái vết thương nỗi đau lòng đó, của những người mà bị ảnh hưởng bởi cái chất độc hóa học này đó thì rất là dai dẳng và kéo dài. Có thể nói rằng là đây là một cái nỗi đau rất lớn, không những đối với những người mà không may bị ảnh hưởng bởi chất độc này, mà còn là nỗi đau lớn của đồng bào các dân tộc trong huyện Chư Sê, của đảng bộ, chính quyền và nhân dân trong huyện. Chính vì vậy mà sau khi có chủ trương của nhà nước về vấn đề mà thống kê, nắm lại các cái gia đình mà có nạn nhân chất độc da cam đó, thì huyện đã kịp thời là đề xuất với tỉnh ủy, ủy ban nhân tỉnh cho thành lập hội nạn nhân chất độc da cam dioxin của huyện. Và có thể nói rằng là ngay sau khi thành lập hội đó thì hội đã nỗ lực cố gắng rất nhiều, và chúng tôi đánh giá rất cao về cái sự nỗ lực này. Chính vì vậy mà trong một thời gian chưa được 3 năm nhưng hội đã làm được rất nhiều việc góp phần vào việc là xoa dịu đi cái nỗi đau cũng như chia sẻ những cái mất mát của những gia đình mà có những người bị ảnh hưởng bởi chất độc này. Thì đến nay trên địa bàn huyện mà qua hội đã nắm được thì trên 700 gia đình có những người mắc bệnh, và hội đã kêu gọi cái sự hảo tâm giúp đỡ của các doanh nghiệp, của nhân dân trong huyện với số tiền tuy rằng còn ít nhưng mà cũng đã góp phần để cho hội cùng với chính quyền đến thăm hỏi, động viên, chia sẻ những gia đình mà có nạn nhân bị ảnh hưởng bởi chất độc. Ngoài ra thì hội cũng đã vận động mà xây dựng được 3 cái nhà tình nghĩa cho những người trực tiếp bị nhiễm bệnh. Sắp đến đây đó thì huyện sẽ chỉ đạo cho các ngành quán triệt thật tốt cái thông tư số 20 của tỉnh ủy về việc tăng cường sự lãnh đạo chỉ đạo đối với hội nạn nhân chất độc da cam. Trong đó trọng tâm là huyện lãnh đạo chỉ đạo các cấp ủy đảng, chính quyền, mặt trận, các đoàn thể phối hợp thật tốt